Hai anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh tachao.com. Thì cũng đã lâu rồi mình chưa có trên tay để review cho anh em về một cái sản phẩm quạt cầm tay mini nào đúng không em? Thì trong video này mình sẽ mang đến cho anh em một cái quạt nằm trong hệ sinh thái của Xiaomi. Đây là cái sản phẩm quạt cầm tay của Xiaomi Qualitel có mã là ZS6001. Thì cái sản phẩm này mình mua giá đâu đó tầm khoảng cỡ 130.000 trên Lazada thôi em. Cái giá nó khá là rẻ. Về phần cái link thì mình sẽ để dưới phần mô tả video ha. Anh em có thể bấm vào tham khảo và mua. Cái sản phẩm này thì mình mua ở một cái shop nước ngoài gửi về. Và cái giá của nó cũng khá là phải chăng so với lại thị trường Việt Nam. Rẻ hơn nó đâu được mấy chục anh em. Ngoài phần vỏ hộp thì cái sản phẩm này nó đóng bằng cái bìa cắt tông thôi. Nó in cái quạt lên đây và nó in cái chữ Qualitel nằm ở đây. Quay mặt sau thì nó sẽ có những cái thông số kỹ thuật cơ bản về cái sản phẩm này. Thí dụ giống như là dung lượng pin của sản phẩm này là 1800 mAh và trọng lượng của nó đâu đó tầm khoảng cỡ 200g. Và những cái thông tin kỹ thuật ha. Thì bây giờ mình sẽ mở ra. Và đây cái quạt của chúng ta. Kèm theo đó là một cái sách hướng dẫn sử dụng, một cái cuốn catalog về thông số kỹ thuật và cách sử dụng cái quạt này của Qualitel. Một cái cáp sạc micro USB để anh em có thể sử dụng sạc cho cái sản phẩm này. Và tiếp đến là cái nhân vật chính của chúng ta, đây là cái quạt của Qualitel. Những cái sản phẩm nằm trong hệ sinh thái của Xiaomi á, khi mà anh em mua thì mình thấy cũng rất là an tâm. Thứ nhất về cái phần độ gia công và độ hoàn thiện của sản phẩm thì luôn luôn là nằm trong những cái top sản phẩm mà mình thấy họ gia công trên cái chất lượng sản phẩm nó rất là tốt luôn anh em. Khi mà anh em mua thì anh em cũng không cần phải tìm cái logo của Xiaomi đâu, tại vì cái sản phẩm này là nằm trong hệ sinh thái của Xiaomi thôi, nên nó sẽ không có logo của Xiaomi, nên anh em tìm sẽ không thấy. Mặt trước thì nó sẽ dán một cái tem bằng tiếng Trung, tại vì nó dành cho thị trường Trung Quốc mà anh em. Nó để những cái thông tin gì đây, nó hướng dẫn hay là nó cảnh báo về đấy. Mặt sau thì nó sẽ để cái logo của Qualitel và để những cái thông tin kỹ thuật về cái sản phẩm này. Quầy hàng thiện của sản phẩm này thì anh em nhìn thấy nó giống như là cây quạt của Xiaomi cũng nằm trong hệ sinh thái luôn. Nhưng mà cái thiết kế của nó có một cái phần nó khác hơn một tí. Thứ nhất là cái sản phẩm này thì nó cũng sẽ có cho anh em một cái đế để giúp anh em có thể đặt quạt lên khi mà đứng như vậy, để anh em có thể sử dụng ở trên mặt bàn làm việc hay là anh em sử dụng trên bàn học thì nó cũng rất là ok. Dưới cái phần mặt đế thì nó cũng sẽ có cho anh em một cái lớp này giống như là một cái lớp bằng xốp vậy anh em. Khi mà anh em để lên mặt phẳng á thì cái việc mà cái lớp này nó sẽ tiếp xúc với lại cái mặt bàn, nó sẽ không bị lung lay. Khi mà anh em sử dụng cái quạt này thì cũng tránh cái tình trạng mà nó bị lật hay là bị đổ khi mà anh em vô tình đụng phải ha. Bên trong thì anh em nhìn thấy cho mình đó là nó có một cái cánh quạt gồm có 7 cái cánh nhỏ. Với 7 cánh nhỏ này thì nó cho cái lực gió nó cũng khá là mạnh để anh em có thể sử dụng được cái quạt này. Giống như bao cái quạt khác thì nó cũng sẽ có một cái nút, mà cái nút này thì khi mà anh em bấm lên á thì nó sẽ khác hơn so với những cái quạt khác. Anh em bấm nè thì nó quạt không chạy. Để mà khởi động được nguồn của cái quạt này á thì anh em bắt buộc là phải nhấn giữ ha. Đó, xong rồi anh em mới điều khiển được 3 chế độ. Đó, anh em muốn tắt quạt thì anh em cũng phải bắt buộc phải bấm giữ như vậy luôn, chứ anh em không thể nào mà bấm để cho nó tắt được. Anh em bấm giữ thì tự động cái quạt nó sẽ tắt từ từ ha. Và cái quạt này nó sử dụng một cái động cơ không chổi than. Với cái động cơ không chổi than này thì nó hoạt động cái độ ồn nó khá là thấp, chỉ khoảng 30 decibel thôi anh em. Và cái động cơ không chổi than này nó cho cái độ hoạt động tuổi thọ của nó lên đến là 2000 giờ và nó rất là êm ái, nên khi mà anh em sử dụng những cái động cơ không chổi than á thì nó sẽ mắc hơn những cái quạt mà sử dụng những cái động cơ có chổi than nó rất nhiều. Và những cái quạt động cơ không chổi than này thì anh em sử dụng nó cũng rất là bền bỉ trong một cái khoảng thời gian dài, mà anh em không cần phải lo lắng về hư cái động cơ của cái quạt này đâu. Bên trong cái quạt này nó được trang bị một cái viên pin có dung lượng là 1800 mAh. Cái thời gian mà anh em nạp đầy được cái quạt này đâu đó tầm khoảng 3 tiếng rưỡi bằng cái cổng sạc micro USB nằm ở đây. Và cái thời gian sử dụng của nó thì dao động anh em, tại vì mình sử dụng cái mức gió thấp á, thì nó sẽ được lâu, đâu đó tầm khoảng 8-9 tiếng. Anh em sử dụng mức gió hơi cao hơn tí nữa thì nó sẽ giảm lại. Và anh em sử dụng ở cái mức 3 mà cái mức mạnh nhất thì nó chạy đâu đó tầm khoảng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng thì cái quạt này nó sẽ hết thôi, chứ nó không duy trì được lâu, tại vì cái tốc độ gió mạnh thì nó cần phải tiêu thụ nhiều cái điện năng. Mình sẽ nói một chút về cái phần kích thước tổng thể của sản phẩm này. Thì về kích thước tổng thể, nhà sản xuất họ cho biết á, là khoảng 106 x 36 và nhân 205 mm. Với kích thước này thì anh em có thể dễ dàng bỏ trong ba lô hay là túi sách để anh em mang theo. Khi mà anh em bỏ thì anh em nhớ tháo này ra để vô như vậy thì nó sẽ gọn gàng và nó đơn giản hơn ha. Khi mà anh em muốn sử dụng thì anh em chỉ cần gắn lại như vậy thôi và anh em để lên trên mặt bàn để anh em sử dụng ha. Cái thiết kế của cái nút nhắn này nè cũng là một cái ưu điểm rất là tuyệt vời của sản phẩm này mà mình thấy những cái sản phẩm khác á, khi mà họ nhắn vô thì nó quạt chạy luôn. Còn riêng cái sản phẩm này á, cần nhắn giữ thì quạt mới chạy. Cái điều này á, khi mà anh em mang theo á, vô tình mà anh em lỡ nhắn vô cái quạt này để trong cặp hay là trong ba lô thì trong quá trình mà anh em di chuyển anh em đi thì cái quạt này nó cũng sẽ tự động mà nó không bật lên. Anh em sẽ giảm được cái việc mà cái quạt này nó chạy ở trong cặp hay là trong alo anh em khi mà đem đến
cái nơi mà anh em dùng thì cái quạt anh em nó bị hết điện ha. Thì mình cũng bị cái vấn đề này cũng khá là nhiều. Thứ nhất là mình bỏ cái quạt vô trong cái ba lô, mình đem đi, mình bỏ vô cốp xe, tới nơi mở ra cái quạt vẫn đang quạt rất là nóng luôn, và cái quạt của mình nó hết điện, vì vậy là mình phải sạc lại mình mới sử dụng được. Những cái sản phẩm mà nằm trong hệ sinh thái của Xiaomi á, thì nó chia ra rất là nhiều cái ngành hàng và nó chia ra rất là nhiều những cái sản phẩm. Tuy nhiên anh em không cần phải quan tâm nó có logo chữ Mi hay là không có logo chữ Mi đâu. Cái này nằm trong hệ sinh thái Xiaomi thì mình thấy nó rất là tuyệt vời. Nó cũng là một cái sản phẩm của Xiaomi luôn. Giá đó đó tầm khoảng 130 mấy ngàn, thì mình thấy cái sản phẩm này nó rất là tuyệt vời để cho anh em mua về sử dụng. Cái sản phẩm này thì mình thấy phù hợp cho những anh em nào mà làm việc ở văn phòng nè, và sử dụng để đi học, hay là sử dụng để trên bàn làm việc, hay là để đi du lịch, đi chơi, hay là những bà mẹ nào mà có con nhỏ khi mà đi ra ngoài thì cần có một cái quạt đem theo. Thì mình thấy đây là một cái sản phẩm lựa chọn tốt dành cho anh chị em, với mức giá đó tầm khoảng 150 mà có một cái quạt có động cơ không chổi than nè, và nó có một cái dung lượng pin 1800 mAh, đủ anh chị em sử dụng trong một ngày dài khi mà anh em phải sạc lại cái quạt này. Còn về phần nhược điểm của quạt này thì mình thấy thiết kế của nó màu trắng á, thì đẹp thiệt, nhưng mà trong một khoảng thời gian anh em sử dụng á, thì cái màu trắng này cũng là một cái nhược điểm chí mạng của quạt này. Thứ nhất á, là nó rất là dễ dơ, và những cái quạt này á, nó dơ á, thì anh em vệ sinh thì nó cũng hơi khó khăn tí ha. Và cái phần nắp quạt thì nó làm liền luôn, nên khi mà anh chị em sử dụng một thời gian dài á, bụi nó đóng vô đây nè, muốn lau muốn gỡ ra thì cần phải có những người biết về kỹ thuật một tí ha, cạy ra lau chùi nó mới sạch sẽ được. Còn thí dụ giống như nó làm một cái nắp mà dặn á, thì mình nghĩ nó hợp lý hơn. Nhưng mà với giá này thì mình cũng không có gì mà đòi hỏi hơn về cái quạt này đâu anh em. 130 mấy ngàn như vậy là quá ngon cho cái quạt này rồi. Về phần link mua cái sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video luôn, cũng giống như là cái link gian hàng bán hàng chính hãng của Xiaomi thì mình cũng để dưới ha. Anh em bấm vào tham khảo xem muốn xài gì nữa thì mua kèm đi, nó sẽ tiết kiệm hơn khá là nhiều. Nếu mà anh chị em cảm thấy video này hay, cũng giống như là hỗ trợ chị em, cũng giống như là muốn mình bung hạ tháo cái quạt này ra để xem nội thất bên trong, thì nhớ comment cho mình biết ha. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong video lần sau. Bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.